Ôi trời ơi, tưởng ướt hết mất rồi. Hoàn cảnh quá, hoàn cảnh quá. Xin chào các bác. Hôm nay cuối tuần thì em lại về quê. Mở cái hộp thịt chua mà 2 tuần trước em đã làm. Thì em sẽ mở cho các bác xem là cái mức độ thành công của cái món thịt chua như thế nào. Đấy, thì thịt chua thì hôm nay em nhồi vào cái lọ nhựa và cái ống bươm. Thế thì cái lọ nhựa này thì mình có thể nhìn thấy bên trong này. Đấy, cái lá ổi này nó đã ngả sang màu vàng rồi này các bác này. Đấy, ngả sang màu vàng rồi. Thịt cũng nhìn thấy thịt đây này. Thì lát nữa em sẽ mở. Thế còn cái ống bươm này. Ống bươm này thì chưa biết là bên trong nó như nào, mình chẳng nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy cái mở ra mới biết thôi. Rồi, các bác đợi em sẽ mở cho các bác xem. Bây giờ em sẽ mở cái hộp thịt chua nhồi ở trong cái ống nhựa này trước để xem tình hình nào các bác nhé. Nhìn nó lên men này, căng phồng luôn cả cái ống này, à cái hộp này này. Đấy, ở trong này lá chuối đã ngả màu rồi các bác ạ. Mùi thơm thơm đặc trưng luôn, thơm của lá chuối này, lá ổi này với lại mùi lên men chua nữa, rất thơm các bác ạ. Để xem chất lượng thịt thế nào nhá các bác nhá. Đây, em sẽ bỏ mấy cái ngáng bằng cọng lá chuối này. Đấy, một lớp lá chuối ở phía trên này. Trên này. Sau đó là mấy lớp lá ổi ở dưới các bạn. Đây, em sẽ bỏ ra. Mùi thơm bốc lên, cực kỳ thơm luôn các bác ạ. Để xem. Đấy, như vậy là khi bỏ hết lá ra thì thấy rằng cái thịt nó hơi ẩm ẩm ở đứt. Để em gẩy lên xem tình hình nào. Đấy các bác nha. Đấy, thịt có vị ẩm. Cái này có vẻ như là em cho thính nó hơi ít các bác ạ. Cho thính nó hơi ít cho nên là ẩm. Lát nữa chắc em phải trộn thêm chút thính nữa. Em phải trộn thêm chút thính nữa để ăn. Không là nó hơi ẩm thịt. Đấy, lên men hết rồi các bác này. Thịt chua mà mùi cực kỳ thơm luôn. Thơm nức luôn các bạn. Đây, em phải bỏ ra đây. Em gạt hết ra một chút. Gạt một chút thôi để thử thôi. Đây là em đang ngồi trên tầng thượng để cho nó sáng. Ngồi trong nhà bây giờ tối lắm các bạn. Hôm nay trời âm u. Đó, em gẩy một nửa cái hộp này ra. Đấy, để các bác thấy này. Đó. Rất là thơm luôn, cực kỳ thơm luôn các bác ạ. Để tí nữa em ăn thử. Đó, đấy là cái hộp nhựa là như này. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái hộp cái ống bươm nhá các bác nhá. Đây ống bươm. Ống bươm đây ạ. Bỏ cái túi bóng ra thì thấy là cái đầu ống bươm này ở trong này lá nó cũng ngả màu hết rồi. Lá em nhồi vào nó cũng ngả màu hết rồi. Không biết là ở trong chất lượng thịt thế nào đây. Em bỏ hết lá ổi ra. Bỏ hết lá chuối đây. Cái ống bươm này em phải nút chặt lắm đấy các bạn.
Ây cha cha, chết rồi. Có vẻ như ở trong ống bươm này nó bị hơi bị có cái mốc mốc, không biết là chất lượng thịt như thế nào đây. Lá ổi bỏ ra đây rồi. Rồi. Để em gẩy thịt ra cho các bác xem nhá. Đây rồi, thịt đây rồi. Đây em để cho hai cái vị trí khác nhau của ống bươm và ống nhựa xem cái thịt nó có khác nhau không. Mấy cái miếng đầu thì có vẻ như là nó hơi bị dính mốc mốc một chút, nhưng mà để xem bên dưới xem thế nào. Như vậy là bên dưới thịt cũng rất là ngon đấy các bác ạ, chứ không bị hỏng đâu. Đây có miếng này nó hơi bị trắng này. Đấy cái này em phải xáo lên. Ê chà, có vẻ màu màu ở trong ống bươm này có vẻ nó đậm hơn các bác ạ. Màu thịt ở trong ống bươm này có vẻ đậm đậm hơn. Đấy. Ai chà, bây giờ mới phát hiện ra. Không biết là do lúc mình nhồi hay là do nó giữ màu tốt hơn hay như nào, nhưng mà em thấy là rõ ràng là hai cái màu nó khác nhau đấy các bạn. Đấy. Được rồi. Em sẽ gẩy ra một chút như vậy thôi. Như vậy là gẩy cái này. Đấy, như vậy là các bạn nhìn thấy cái màu này. Màu em ướp ở trong cái ống ống nhựa này. Thì cái đống bên này này. Đống bên này này. Thịt màu nó nhạt hơn. Nhạt hơn này, cùng là thời gian 2 tuần nhưng mà cái này này màu nhạt hơn này. Thơm. Cái màu bên này thì vẫn giữ được màu đậm hơn các bác ạ. Màu này này, hai màu nó khác hẳn lại nhau. Màu bên này này, màu này đỏ hơn này, màu này đỏ hơn nhá, màu đỏ lắm. Còn ngửi mùi thì thơm như nhau. Để em ngửi lại. Có vẻ thơm, độ thơm này, độ thơm như nhau các bác ạ, lên men như nhau cả. Còn màu ở bên ống bươm này này, em phát hiện ra là màu này nó đậm màu hơn, có màu đỏ hơn. Thế còn màu bên này thì nhạt hơn. Mặc dù ví dụ như cùng là miếng thịt nạc, nhưng mà cái màu bên này thì này nó nhạt hơn này. Thế còn cái màu miếng thịt nạc bên này này, đấy, nó đậm màu hơn này. Mùi thơm lắm, cả hai này cái này đều thơm. Rồi bây giờ em sẽ thử, em sẽ thử nha. Hôm nay thì em hái được mấy cái loại lá này để bà con, nếu mà chỗ bà con có cái lá nào thì chúng ta có thể dùng cái loại lá đấy. Có thể là lá sung này, lá mơ này, lá các loại rau sống đều được. Đấy, nhưng mà em đây thì em chuẩn bị được thứ nhất là cái loại này này. Cái loại này là cái loại chắc là các bác không có đâu, vì cái này nó là cái rau đặc trưng của miền núi. Ở chỗ có nơi thì gọi là rau chuôi, có nơi thì gọi là rau mét. Đấy, em chỗ em thì gọi là rau chuôi. Cái này là cái lá non, hoặc là các bác có thể dùng cái lá cải, lá rau cải cũng được nhá. Lá rau cải cuốn này, cuốn. Đấy, em thử miếng ở bên bên miếng ống ống nhựa trước, đút vào xem nào tình hình thế nào nào. Tuyệt vời. Chua tuyệt vời luôn. Ngon thế.
Tuyệt vời, tuyệt vời. Cái loại lá thứ hai là các bác có thể dùng, em quên mất, không phải cho tí tương ớt ra. Ôi trời ơi, tương ớt hết mất rồi. Hoàn cảnh quá, hoàn cảnh quá. Tưởng còn hết rồi. Rồi, tiếp theo này, em sẽ thử với cái loại lá mơ này. Lá mơ thì chắc là ở đâu cũng có rồi các bác ạ. Ui tay em cầm vào cái ống bươm để cạnh bếp nên là hơi bị hơi bị màu màu một tí, không sao. Rồi đây là cái loại lá mơ các bác nhá. Lá mơ thử với cái một miếng ở bên cái ống bươm này xem nào. Ui màu rất là đẹp đấy các bác nhá. Đây màu màu. À em phải dùng ăn một miếng bì cơ. Đây bì. Đấy. Cái đoạn này là mơ nhá các bác nhá. Lá mơ này quận với thịt chua này, chấm tương ớt này. Úi trời ơi. Ngon thế nhỉ. Chấm tương ớt thì nó chua này, xong lại có vị hơi ngọt ngọt của đường nữa, của tương ớt nữa, tuyệt vời các bạn đấy nhá. Cái loại lá thứ hai là lá mơ. Thế còn một cái loại lá thứ ba các bác có thể dùng để cuộn với cái thịt chua, đó là đây là lốt các bác này. Đấy là lốt. Cún ăn cuộn lá lốt không? Cuộn lá nhá, cuộn thử lá đây. Đây con tự cuộn này, con tự cuộn, bố cho một cái lá xong con tự cuộn con ăn thử xem nào. Nhưng mà con chỉ ăn không, con thích ăn lá rồi. Thích à? Thôi rồi, con thích con lấy ăn đi, con lấy ăn này. Rồi để bố dùng tay. Bây giờ cái loại lá tiếp theo là lá lốt này các bác này. Là lốt nhá. Đây là lốt em thử với một cái miếng bì này. Đấy miếng bì này dày này. Thử miếng bì này xem tình hình nào. Đấy lá lốt nhá. Quặn thịt chua này, chấm tương ớt này. Tuyệt vời quá các bạn. Đây các bác này, em vừa khều cái thịt chua ở hai cái hộp nhựa và cái ống bươm ra này. Đấy, cái màu nó khác nhau các bác ạ. Màu nó rất là khác nhau. Đây lá ổi này, lá ổi ngả sang ngôi màu hơi vàng vàng một chút rồi. Thì các bác có thể cuộn với rất nhiều loại lá. Đây. Có thể cuộn với cái này là cái lá rau chuối này ở vùng cao này. Rau mét này. Đấy, là rau xà lách này, xà lách cuộn ăn mát cực kỳ luôn nhá. Xà lách tía này màu đẹp luôn. Hoặc là các bác có thể cuộn với cái lá lốt nhá. Đây lá lốt, cuộn với lá lốt hoặc là lá mơ này đó. Rồi bây giờ em rửa cuộn với một cái miếng lá mơ. Màu thịt thì rất là đậm luôn nhá. Màu thịt ở đây này đậm đà luôn đây, màu rất đậm luôn đây. Em nhìn em lấy một miếng cho các bác xem này, màu đậm lắm đây. Đấy cuộn vào một cái lốt, một tay cầm máy quay một tay cuộn, nó hơi không ổn, hơi rung thì thế im đi. Được rồi bố được rồi. Đây chấm với tương ớt nha, tương ớt ngon lắm các bạn, mùi nhắm tuyệt vời luôn. Hôm nay mà có ngụm bia uống vào thì hợp lắm đấy.
ở xa xa kia có cái thuyền của dân người ta đang đánh cá rồi các bác ạ. Đấy.